với một khát khao cháy bỏng mang đến cho mọi người dân Việt Nam dòng sữa tươi sạch thơm ngon bổ dưỡng, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng xây dựng trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao đạt chuẩn quốc tế, xác lập kỷ lục lớn nhất châu Á, đặt nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch tại Việt Nam. Một quy trình sạch khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn, tất cả vì sức khỏe cộng đồng. Xuân đến xuân vầy, đông đầy ân nghĩa, mua 8 hộp sữa tươi tiệt trùng, sữa chua ăn, sữa chua uống men sống, tặng một hộp cùng loại. TH Trumil thật sự thiên nhiên.